Anthony Joshua cơ bắp và Tyson Fury giận dữ. Trận nhất thống giang hồ có thể diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6. Đến thời điểm này, về cơ bản thì trận nhất thống giang hồ làng quyền Anh hạng nặng giữa Joshua và Fury gần như sẽ diễn ra vào năm sau. Hiện tại người ta chỉ còn lấn cấn các vấn đề như sau. Thứ nhất là làm sao thuyết phục được mưu hiệp Oleksandr Usyk. Thứ hai, thỏa thuận tiền bạc giữa hai bên là như thế nào. Và thứ ba, xác định lịch thi đấu cụ thể. Trước mắt, theo như cây bút bình luận thể thao của Anh, The Atlantic, ông Michael Coppinger, người có rất nhiều thông tin nội bộ bí mật trong giới đánh quyền chuyên nghiệp. Trận đấu giữa hai gã khổng lồ người Anh nhiều khả năng sẽ diễn ra vào giữa năm sau, dự kiến khoảng tháng 5 và tháng 6 năm 2021. Coppinger đã đưa ra thông tin ngay trên tài khoản Twitter của mình, khiến cho 1.300 người ấn vào mục yêu thích. Coppinger đã tweet, "Eddie here, ông bầu cáo già hiện đang làm người đại diện cho AC, còn nói rằng trận Joshua và Fury đã đạt được những thỏa thuận miệng và hợp đồng của trận đấu hiện đang được soạn thảo tích cực. Dự kiến trận thống nhất các đai vô địch quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Here cũng nói rằng hiện chỉ còn phải giải quyết những tiểu tiết, kiểu như là ai sẽ là người bước ra đài sau cùng, rồi địa điểm thi đấu cụ thể là đâu. Còn lại trận đấu này chắc chắn sẽ diễn ra. Có tăng cả tên tài khoản của Joshua cơ bắp lẫn tên tài khoản của Fury giận dữ. Trong khi đó mới cách đây vài hôm, với một tâm trạng bay bổng vì không đánh giá cao Azi nhưng sẵn sàng đập nát anh này trong trận nhất thống giang hồ làng quyền Anh hạng nặng. Fury tiết lộ rằng, ngoài mục tiêu nhất thống giang hồ làng quyền anh còn một mục tiêu nữa cao xa hơn, đó là muốn trở thành một trong số những người đầu tiên trải nghiệm cảm giác du hành vũ trụ thương mại. Võ sĩ cao 2m06 người Anh cho biết, anh sẽ là một trong những hành khách đầu tiên bay vào không gian trong chương trình của công ty vũ trụ Virgin Galactic thuộc sở hữu của tỷ phú Sir Richard Branson. "Chúng tôi đã có một số tiến triển," Fury giận dữ nói trên The Jonathan Rose Show phát trên ITV vào hôm thứ Bảy vừa rồi. "Tôi hy vọng tôi sẽ bay vào không gian, đó là một giấc mơ. Tôi muốn bay vào không gian, tôi thường nhìn lên mặt trăng và nghĩ, một ngày nào đó tôi muốn bay lên đó." Để rồi cơ hội này nảy sinh khi Virgin Galactic đang tổ chức những chuyến du lịch bay vào không gian đi lên thiên hà. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm sau, như vậy là trùng với thời điểm anh đấu với Azi Kebab. "Tôi sẽ là một trong số những người đầu tiên có mặt trong danh sách tham dự cuộc phiêu lưu." Nếu Fury bay vào mặt trăng, phiêu lưu vào thiên hà, điều đó có dự báo anh không chỉ muốn trở thành nhà vô địch quyền Anh tối thượng của hành tinh xanh, mà anh còn muốn khiêu chiến với những võ sĩ giỏi nhất của các hành tinh khác trong cuộc chiến liên hành tinh. Tất nhiên trước tiên, anh phải đấu với Azi, thậm chí là chấp nhận nghĩa vụ đấu trận tài chiến của tài chiến với Deontay Wilder nữa. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua đại chiến Tyson Fury, thu về số tiền kỷ lục thế giới. Theo tờ The Sun, trận đấu giữa hai võ sĩ người Anh Anthony Joshua và Tyson Fury ước tính thu về khoảng 500 triệu bảng. Sau khi hạ knockout Pulev vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, võ sĩ Anthony Joshua đã lên kế hoạch so găng với tay đấm đồng hương Tyson Fury trong trận đấu thống nhất 5 đai vô địch hạng nặng của làng quyền Anh thế giới, gồm WBO, IBF, IBO, WBA và WBC vào năm 2021. Theo tờ The Sun, trận đấu giữa hai võ sĩ người Anh có thể sẽ diễn ra tại hai địa điểm, gồm Anh và một quốc gia ở khu vực Trung Đông, với ước tính thu về khoảng nửa tỷ bảng. Khabib bỏ ngỏ khả năng tái đấu McGregor. Nhà vô địch hạng nhẹ của UFC Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 10 sau khi hạ knockout võ sĩ Justin Gaethje. Mới đây, đại bàng Nga tuyên bố rằng anh không quan tâm đến việc đối mặt với người chiến thắng trong trận đấu giữa Conor McGregor và Dustin Poirier. Hai võ sĩ từng bị anh hạ knockout trong quá khứ. Tuy nhiên, Khabib cũng cho biết rằng anh sẽ cân nhắc trở lại sàn đấu nếu nhận được lời đề nghị 100 triệu đô la từ UFC. Oliveira thắng lớn Ferguson, thách thức McGregor và Poirier. Charles Oliveira đã gây sự chú ý sau khi áp đảo Tony Ferguson trong trận đấu diễn ra tại UFC 256 vừa qua. Giành chiến thắng bằng tính điểm với cách biệt quá lớn sau 3 hiệp đấu. Sau trận đấu, Oliveira cho biết
anh muốn đấu với người thắng của trận đấu McGregor và Poirier diễn ra đầu năm sau. Do Oliveira đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Oliveira nói, tôi đang ở vị trí để tranh đai, và nếu kẻ thắng của trận McGregor và Poirier giành được đai, tôi nghĩ mình cũng xứng đáng được trao cơ hội. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua và Kurat Pulev kiếm bao nhiêu tiền ở siêu đại chiến? Do ảnh hưởng của Covid-19, khoản tiền mà Anthony Joshua và Kurat Pulev dự kiến kiếm được nhờ trận tranh đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng ít đi đáng kể. Trận đấu quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Kurat Pulev sẽ diễn ra vào đêm 12 tháng 12 tại Wembley, London. Joshua sẽ bảo vệ đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng. Đến thời điểm hiện tại, khoản tiền hợp đồng của các võ sĩ còn chưa được công bố chính thức. Nhưng các tiết lộ mới đây cho thấy, do ảnh hưởng của Covid-19, khoản tiền mà Anthony Joshua và Kurat Pulev dự kiến kiếm được nhờ trận tranh đai sẽ ít đi đáng kể. Cụ thể, Anthony Joshua được cho sẽ kiếm khoảng 10 triệu bảng Anh, 309 tỷ đồng, trong khi Kurat Pulev thu về trên dưới 3 triệu bảng Anh, 93 tỷ đồng. Con số này ít hơn rất nhiều so với khoản tiền 66 triệu bảng Anh, 2.032 tỷ đồng mà Anthony Joshua kiếm được trong trận đấu gần đây nhất của anh, trận tái đấu với Andy Ruiz. Dẫu sao, các võ sĩ có thể hy vọng rằng khi khán giả không được phép đến xem trực tiếp tại nhà thi đấu, giá tiền cho các lượt xem trực tiếp pay-per-view sẽ tăng và họ có thể kiếm được nhiều hơn những con số dự tính nêu trên. Anthony Joshua đã không thượng đài trong một năm kể từ sau trận tái đấu với Andy Ruiz, trong khi Kurat Pulev thì cũng đã phải ngồi ngoài sàn đấu một năm một tháng kể từ sau trận đấu với Radel Boxker. Năm nay là một năm tràn đầy trở ngại cho chúng ta. Tôi có thể bước vào sàn đấu với hàng triệu đô đặt cược, sau đó ăn đấm vào đầu chỉ vì bị khớp trên sàn đấu. Ai biết được, Anthony Joshua cười nói. Nhưng tôi cảm thấy phong độ của mình đang rất tốt. Tôi rất trông chờ ngày trận đấu diễn ra. Đối mặt với nhà đương kim vô địch, Kurat Pulev tin rằng anh cũng có lợi thế của riêng mình. Joshua là một đối thủ mạnh mẽ, anh ta có cú đấm rất mạnh và sức mạnh đó rất nguy hiểm. Nhưng tôi giỏi hơn về mặt kỹ thuật, tôi nghĩ điều này rất quan trọng trong một trận đấu giữa hai chúng tôi. Chúng tôi thấy rất nhiều sai lầm từ Anthony, rất nhiều mặt xấu cậu ấy còn chưa khắc phục. Tôi nghĩ những sai lầm và mặt xấu này vẫn còn. Khi tôi đánh tốt, tôi sẽ đánh bại Joshua không khó khăn gì. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.